hai bà Tú có tham gia không ta? Chờ bán xíu rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần trả lời câu hỏi của cái Sanya Chikasika, ấn tượng. Chắc là ta nói câu số 1 rồi đó, mà nó cũng quá dài luôn đó, thì hỏi thêm cái kiểu ấy. Tướng kèm theo từng tâm nhưng lại diệt hoàn toàn cái tâm đó, bằng cách nào mà ta có thể nhớ được những gì ở trong quá khứ? Rồi, cô Tú ngủ quên hay sao? Câu số 2 đấy, cũng bị nha, câu số 2 là hướng 6 nè, và những câu khác nữa đấy. Khi ta thấy một căn nhà qua môn nào thì cứ tưởng thực hiện chức năng của nó. Suy nghĩ xem, mới sáng vận não nha, sáng mở mắt ra tập dược não cho nó mạnh mẽ. Thấy một căn nhà ở môn nào cũng hiện chức năng của nó. Suy nghĩ một phút đây rồi trở lại thử. Tôi thấy một căn nhà môn nào thì qua môn nào tưởng thực những chức năng của nó. Nhớ nha, này là những cái câu hỏi đấy, là mình có thể trả lời nhiều cách, trả lời sao mà quý vị phân tích nó hợp lý như được. Lớn tỉnh chưa con? Mới thức. Ta hỏi tỉnh chưa, chúng ta có hỏi mới thức đâu. Con sẽ cố gắng. Ta chưa tỉnh. Hết đất 30 cái đi, rồi vô học tiếp, máu lên não rồi. Hỏi lại. Rồi khi thấy một căn nhà qua môn nào tưởng thực hiện chức năng của nó. À, có ai có ý kiến không? Mời. Mình học tưởng rồi.
không ai chơi, không ai có gì chừng ha. Ở cái chỗ này thì nó đi qua cái con đường map, tức là hội đủ tất cả các yếu bốn cái yếu tố để mắt có thể nhìn thấy. Nói về cái lộ trung tâm thì nó phải thông qua cái khai ngũ môn và nó đi qua con đường nhãn thức. Hỏi qua cái môn nào thì kiếm những cái nào mà liên quan tới môn á mình trả lời ra. Giờ thấy căn nhà thấy là mắt à. Vậy là nó nhãn môn rồi à. Mình sẽ lời trả lời là tưởng à. Làm nhiệm vụ thấy à, căn nhà thấy và lưu trữ hình ảnh căn nhà là tưởng ở nhãn một một à, nó là cái vụ đó. Ô nhãn cho cái nhãn không, nhưng mình sẽ nói là nếu xét ở lộ thì tưởng ở lộ ngũ môn là nhiệm vụ lưu trữ hình ảnh âm nhạc sống và đơn giản. Rồi cái này nè hơi khó hơn xíu à. Khi ta lẫn điều này với điều kia, nhầm đó, nhầm lẫn đó. Làm sao biết được tưởng vẫn tồn tại trong sắc na đó? Làm sao biết tưởng vẫn tồn tại trong sắc na đó? Hỏi như vậy thì nó hơi không có vô lắm à. Tôi sẽ hỏi lại như thế này à. Nếu tưởng làm nhiệm vụ ghi nhận lưu trữ thì giải thích làm sao về vấn đề nhầm lẫn của trí nhớ giữa thứ này với thứ khác, giữa người này với người khác đó. Rồi giải thích sao về chuyện này, ý người ta là thế, người ta hỏi nó hơi dữ thôi, tại người ta hỏi từ tiếng này qua tiếng kia, người kia nó bị đảo lộn vậy đó. Bởi vì nghe tưởng á là nó có chức năng ghi nhớ, ghi nhận tức thời, nhưng mà nếu như mình lầm được cái này và cái kia thì rõ ràng là tưởng nó đang bị fail ngay chỗ cái sát na đó rồi, thì ngay sát na đó còn đâu có tưởng không, nó không có tưởng mới nhị cho nên mới lầm, nếu mà có tưởng thì đúng rồi, ý người ta gì đó.
ở đây mình có thể đưa ra cái dự đoán về lý do. Tức là trong cái lúc mà tưởng nó lưu trữ trên các lỗ thì có thể là do cái cảnh nó nhỏ nó mờ, có thể là do không có cái sự chứng nghiệm, có thể là do thiếu những cái tức là thiếu những cái na cảnh cần thiết để có thể tạo những cái dấu ấn nào đó. Rồi cũng có thể là qua cái thời gian dài quá, rồi khi mà ở cái giờ phút hiện hiện tại lúc mà cần xài lại cái tủ á thì cái người đó không có cái sự chánh niệm vân vân, làm cho những cái mình được trữ đó nó vẫn có được sử dụng lại một cách tốt nhất. Okay. Cảm ơn ý kiến của My. Cũng có đọc thấy ý kiến của tỷ trong cái phần bình luận. Cảm ơn cái gì. Giờ mình trở về với cái giải thích ở trên, cái lộ ở cái bài 1 á, là nó ra liền, đây. Cái tượng ở nhãn thức á, cái số 5 N5 ấy, thì cái cảnh mới đó, số thọ tưởng đấy, thì cái tưởng đó nó lưu lại cái cảnh mới đó, nó bỏ vào trong lỗ tâm trở thành cảnh pháp, bỏ trong lỗ tâm trở thành cảnh pháp dạng chủng tử đó, nó bỏ trong đó. Thì chủng tử này một kho lượng quý vị, chứ không phải là cái chỉ có cái cảnh nó không, cái quyệt phật cá nó nằm ở trong đó nữa. Một nồi lưu ở đấy. Rồi bây giờ trở về cái câu mà người ta hỏi đó, câu ta hỏi này. Như vậy làm sao biết được tượng có tồn tại tại trong cái sát na đó hay không? Hay là về cái sự nhầm lẫn giữa trí nhớ giữa người này với người kia? Thì quý vị thấy rằng là cái biết hoặc là cái trí nhớ này đó, nó là ám chỉ đến cái giai đoạn sau, chứ không phải ám chỉ đến cái đoạn trước của tưởng. Tức là cái đoạn của tâm quả là khai ngũ môn, nhãn thức, tiếp thu, quán sát, đoán định ấy. Nguyên cái đoạn đó đó là đoạn tâm quả đó, thì không phải người ta nói tới đoạn đó. Mà khi mà ta nói đến cái biết hoặc là cái trí nhớ tái hiện về một cái gì đó, là nó nằm ở cái phần của Javana, của động lực, của động tốc. Như vậy thì mình phải đi coi là cái tưởng trong cái thời động tốc ra sao, cái thưởng tưởng trong khi động tốc ra sao, thì cái tưởng đó là nó sử dụng cái cảnh, nó bớt vô cái lộ tâm ấy, nó móc cái cảnh đó ra, nó vô lộ tâm nó móc cái cảnh đó ra để nó sử dụng lại. Như vậy nếu như mà Javana không có sở hữu tâm sati, tức là sở hữu niệm, niệm hay gọi trong bát chi thánh đạo thì gọi là samasati, là chánh niệm, thì lúc này nó đi vô lộ tâm, nó bốc tâm hơ tâm hát à. Ví dụ tham, nó tham như thế nào, tâm đó là tâm tham, tham nên làm gì mà có sa tí được. Để nó vô cái lộ tâm này nó bốc đại, nó bốc thì nó bốc những cái gì thỏa mãn cho nó, nó bốc những cái gì thỏa mãn cho nó, mà nó bốc những cái gì thỏa mãn cho nó thì nó bốc cái thằng quy phật cái nào hao hao giống như kia mà thỏa mãn cho nó thì nó bốc ra. Nó bốc cái thằng ra thì thằng đó để chất quốc với cái thằng mà mới vừa lưu trữ bởi cái thằng nhãn thức ở lần trước. Nó vì nó trộn với cái quy bạc cá một đống ở trong đó mà lưu bỏ ở trong này, xong nó tập chổng bốc ra. Nó dọc chổng mà nó bốc ra, nó bốc tầm lao, nó bốc tầm xà, nó bốc chất quốc. Để mà nó biết được là à, cái đây cách giống người quen ta quá. Người nào một cái ví dụ mà nó điển hình á, nó đi chợ. Đi chợ mà nhìn thấy sao cái lưng người đó, sao nhìn về sau lưng đó, mình thấy sao giống cái người quen mình quá hả, giống cái người quen mà nó chạy lại kêu, chạy lại vỗ vai, người ta quay mặt lại quê thì không phải. Vậy thì cái trạng thái nhầm lẫn kiểu như thế nhiều lắm, nhiều là thôi không có chánh niệm, không có sạch tí, mà là chỉ có thằng tưởng thôi.
thì ở trong cái thời do quá na này nó đi vô cái lộ tâm, nó bút lại cái cảnh pháp ở trong cái lộ tâm á, dạng chủng tử lưu trữ đó, thì khi mà nó ra ngoài rồi để mà nó sử dụng á, thì nó lại bút thằng kia chứ không phải cái thằng mà nó mới vừa ghi nhận. Nếu như có sạch tí thì nó mới vừa ghi nhận là có như vậy thì để chỉ biết như vậy thôi, và nó ăn cơm mới hoàn toàn, không ăn cơm cũ, không ăn cơm nguội. Ê, còn nếu ăn cơm nguội là bút lại tiếp tục những cái thằng thuộc về thằng cưa cá cũ á, nó trong đó, đó. À, thì nó hốt mình nó lên cho nó hiện quả, hốt mình nó hiện quả, hốt mình nó hiện quả liền. À, thì giải thích trên lộ nó như thế, giờ mình ghi lại sao cho nó dễ hiểu nhất. Tưởng từ ngụ môn được ghi nhận và lưu trữ nơi lộ tập dạng chuyển tử nghiệp lỗi dạng cảnh pháp. Trạng thái biết hay nhớ lầm vân vân không nằm ở phần nhận thức sau quan sát đang định mà nằm ở thời kỳ bảy sát na tăng lực vậy phải xét tưởng ở giai đoạn này. Tưởng trong thời cha quá na cảnh được dùng để bắt là cảnh pháp nằm trong nội tâm, thứ mà tưởng mới bỏ vào hoặc những quả nghiệp hoặc những chủng tử nghiệp trực chờ sẵn để đủ duyên là nghiệp duyên thì cho quả đi và cả do sự chọn sai cảnh của tâm động lực do thiếu sở hữu niệm niệm cũng là sai tí. Để coi trả lời gì nó là xung văn chưa. Rồi sẽ quán na cảnh được dùng để bắt là cảnh pháp nằm trong lộ tâm, thứ mà tưởng mới bỏ vào hoặc những chủng tự nghiệp trực chờ sẵn để đủ duyên thì cho quả do sự sai cảnh của tâm động lực do sự chọn sai cảnh của tâm động lực nên nên chất liệu mà tưởng mới nhận cho vào lộ tâm lại không được dùng tiếp mà thay vào đó Jhana lại chọn một cảnh pháp là quả nghiệp là chủng tử nghiệp. Dạ. Mà để thay thế
là cho ra. Dạ. Vì vậy đủ duyên cho quả vì thời nghiệp chúng bạc này. Khi mà mình lấy là các cái ví dụ, tại vì cũng không phải là hiếm, là những cái người mà tại vì nhầm á, cho nên là họ quấn, họ quấn ghen nhầm một cái người mà họ không liên quan gì hết, họ vô quán nhậu, họ chém, họ giết nhầm một cái người mà họ không có quen gì hết, rồi thậm chí là ở chỗ em luôn, là có một cái người cha đó là ổng nhầm mà chỉ là nhầm giữa cái đầu và cái chân của con ổng, và muốn đánh cái đầu nó là mặt anh nó chết luôn. Trời ơi. Thì mình mới thấy là ngay cái chỗ đó thì mình đặt cái câu hỏi là tại sao lại là cái người đó bị nhầm, tại sao lại nhầm ở cái chỗ đó và dẫn đến cái chuyện mà nó ra vậy. Mình mới thấy là cái nghiệp nó dữ dàng. Còn trong cái tình huống mà mình chỉ nhầm trong đầu của mình, nó còn là ở cái ý giới, hoặc là mình thể hiện ra cái lời nói, hoặc là một cái hành động khiều ta thôi, thì mình thấy cái đó nó không có rõ ràng về nghiệp. Còn nếu mà cái hậu quả thì nó cũng ghê gớm, thì mình thấy là trời ơi, mình toàn là lôi lên những cái chủng tử, rồi mình toàn là kết hợp nghiệp với nhau, rồi này nọ nó sinh ra cái kết quả không thể nào mà lượng bàn được. Bây giờ nãy giờ ví dụ nhầm lẫn nó khá là nhẹ nhàng ha. Mấy cái ví dụ nhầm lẫn của mình ghê quá. Nó có mấy anh cái và cái thời đó cũng nó khá là lâu rồi, cũng gần chắc cũng cả chục năm rồi đó. Mà cái thời đó trời ơi, ví dụ đó thì cứ kinh ngay động liền luôn. Tức là ở nhà đó chiều ngoan mà hối, rồi cái anh con này thì ảnh như con có nít vừa mới lớn, mới lớn lên rồi lì á, rồi pháp á. Ông này chiều ổng tức quá, ổng cầm một cái cây sắt con mà ổng đang chụm ngoài cái lò nấu ăn á, ổng vô ổng đánh anh này. Còn anh ở đâu có hò là thường là ảnh nằm cái chân bên đây, mà bây giờ ảnh nằm cái đầu bên đây. Trời ơi, cái vụ có chấn động luôn à. Chết luôn hả? Chết. Trời ơi. Trời ơi, coi như là vợ rồi, anh chị em trong nhà rồi, nghe các ông đó suy sụp hẳn luôn. Thì cái sự nhầm lẫn khi mà không có niệm đó, không có cái sơ tí niệm trong cái sở hữu tâm ghê lắm. Rồi lại toàn là lai lên mấy cái sông ở ngay lúc đó thì người ta sông quá chừng sông à, thì do các cái tâm tái lộ đó, tâm bất thiện. Các cái tâm bất thiện thì nó môi tới lại, dĩ nhiên là tâm bất thiện thì không có sơ tí, tâm đại thiện thì nó để có sơ tí, có niệm. Do nó không có sơ tí, không có niệm, cho nên là nó rất là dễ nó chỉ bóc lại cái quả của nghiệp nào đó, cái chủng tử nghiệp nào đó để cho ra quả thôi. Cho nên là cái nào mà nó hao hao á, nó rất là dễ lầm thì nó bóc cái ra thì nó hốt hàng liền. Do đó mà phải cần có cái chánh niệm, cần phải có sạch tí á, cách nó rất là cẩn thận để không có bị nhầm lẫn như vậy. Thôi nó có nguy hiểm lắm. Tôi nghe có ai đóng coi bình luận thì xem. Này vậy là thấu tới phút chuyển tự nghiệp, sao là tự hiểu sai lệch. Đúng rồi. Tạo ha, tưởng thì không có tạo ra cái chủng tử nghiệp, tưởng nó tạo ra cái cảnh, nó lưu trữ cái cảnh đó ha. Cái chủng tử nghiệp nó chỉ được tạo ra ở Javana thôi, tức là do cái tưởng sai lầm nè, rồi như cái người ta cái tâm bất thiện người ta khởi lên, nên người ta bóc lấy một cái chủng tử nghiệp khác để mà cho hiện bài lên quả của nghiệp của vị bậc khác.
Thì trong khi đó thì đó là do cái tâm bất thiện nó làm cái chuyện đó, mà tâm bất thiện nó làm chuyện đó thì nó lại sinh ra cái nghiệp khác, nó lại sinh ra cái nghiệp khác. Nên chỗ này ghi thêm chỗ này nó mới không hài hòa. Do đó cái tâm nhận thức sai lầm. Mười hai tâm bất thiện, vừa bắt chủng tội nghiệp câu quả xấu, vừa là tâm xấu cho tiếp chủng tử nghiệp xấu, bỏ vào lộ tâm này là nguy hiểm ha. Nó vừa bắt cái cảnh cảnh xấu đấy, cảnh pháp xấu đấy, cái chủng tử nghiệp xấu nằm ở trong cái lộ tâm để mà nó hiển bày ra sự lầm lẫn như vậy. Thì khi mà nó làm vậy xong rồi thì cái tâm đó cũng là cái tâm không có tốt, thì lúc này nó lại tiếp tục nó lại tạo tác ha, nó không tốt tiếp nữa, nó lưng lưu như vậy đó, thì nó thấy samsara luân hồi vô tận. Nó bỏ tiếp vào trong lỗ tâm nằm đó, lại tục cái sai nữa, từ cái sai này đến cái sai khác, hết cái nọ đến cái kia, trời ơi kinh khủng dã man. Câu hỏi số 4. Khi ta nhận ra căn nhà liệu có thể xuất hiện hư tưởng hay không? Tưởng tức là tưởng thật. Tưởng thật. Tưởng thật là tưởng giả. Tưởng giả như nãy giờ mình nói đó. Vậy thì khi ta nhận ra một căn nhà liệu có thể xuất hiện hư tưởng hay không? Rồi, cái gì suy nghĩ ha, suy nghĩ một phút đây. Rồi trả lời. Alo, mời ai à? Con hỏi tiếng. Cái câu hỏi chỗ này nó có hơi kỳ kỳ không? Tức là khi mà mình đã nhận ra rồi thì nó chắc phải là đúng nhất, còn trước có thì nó mới có thể là bị nhầm hay là không, giống như là mình tưởng là trên đường có cái dũng nước nhưng mà mình đi ở ngoài trời nó rất là nắng. Không, có nghĩa là mình nhận ra một cái căn nhà xong cái mình nghĩ là cái căn nhà này là căn nhà quen thì nó đã có hư tưởng rồi. Thì đó, ví dụ mình chạy ngang qua cái nhà sẽ giống cái nhà của cái người nào đó quá. Rồi, hiểu rồi. Cái trường hợp hồi nãy là mình nhầm người, bây giờ là mình nhầm vật. Nhầm vật, đúng rồi. Ừ. À, Phương có nhắn là ủa gì là bắt cảnh bậy là do tưởng hay do tâm của cái sát na đó, do tâm của cái sát na đó sử dụng lại cái chất liệu cũ mà bị sai lầm, không có chánh niệm cho nên nó mới xảy ra cái chuyện lầm lẫn như vậy. Được không tỷ ơi? Rồi cái số 4 tương tự như cái nãy, giảng lại cho nó rõ thêm để dễ dễ dàng, chuẩn bị nghe lợn lợn tỉnh chưa? Thôi mời lợn nè. Tú mất tích luôn rồi. Cô Tú bị tưởng rồi.
mắt như cái tổ tưởng cái tâm à, ok trở lên nói lại từ đầu à, ok ý cái cộng này không thời do quán na cảnh được bắt cảnh được dùng để bắt là cảnh pháp nằm trong lộ tâm hay cái chỗ này cảnh này được bắt như thế này, này được bắt như thế này, tô cái màu khác nhé để bổ sung như này cho tỷ rõ thêm, này được bắt như thế này. Thọ sở hữu thọ của tâm, xúc của tâm sở hữu xúc và xa tiếp nhận phần pháp đó, thọ tiếp tục sinh khởi. Tưởng lưu cảnh pháp đó, tưởng hay là tưởng, tưởng của động lực tâm, tâm động lực ta lưu cảnh pháp đó. Để nó dùng cho từ ở phía sau xúc thọ tưởng từ khi có cảnh được giữ nơi tâm nơi tưởng thì tư làm việc, tư thì được chia ta nè, chia ta nè làm việc, mình tạm thời mình dùng cái từ ăn không có chính xác, ăn cảnh, tư làm việc ăn cảnh. Rồi để duy trì sự sống và mạng quyền việc và tạo tác một ý niệm đầy đủ để hiển bày ra thân hoặc khẩu hay ý đó. À, đây là mô tả cái quá trình mà nó bắt cái cảnh nó như thế nào, vai trò của tưởng lúc mà cái tâm nó bắt ra sao. Chỉ xem mà chỉ có hiểu được cái đoạn này không. Ủa thì ha, xem cháu nha. Tôi sửa lại cái này. Xem dương đậm lên, cái này đỏ lên được.
thọ tiếp tục sanh khởi đó, để cái thọ này mình học rồi đó nha. Thọ này là thọ theo tâm, khi đó chứ không phải thọ là cái thọ nào là thọ nha. Thì cho hiểu không, cái gì khác đó nó chưa có rõ thì cái gì hỏi nha, để mà áp dụng cái đó giải thích cho cái phía dưới mới thật vậy. Tại cái dưới thì cái gì giải thích mà tương tự như trên thì cho những gì giải thích chẳng. Hiểu cái câu trên chưa lợn ơi? Dạ con trả lời thử, con nói thử coi thì sẽ có đúng không? Ok. Khi ta nhận ra một căn nhà thì đều có xuất hiện hư tưởng hay không? Thì con mới nghĩ là khi mà mình bắt cái đặt một căn nhà thì cái hình ảnh đó nó sẽ bắt bằng cái nhãn môn, không phải, tức là hình ảnh căn nhà được đưa bằng nhãn môn thì sau đó nó lại được chuyển qua thành cái cảnh pháp, rồi tiếp tục cảnh pháp đó được đưa vào trong cái thời kỳ Jhana. Thì tại lúc này thì có những cái chủng tử nghiệp trước đó là cũng là cảnh ngôi nhà mà mình đưa vào đó, nó có cái sự phù hợp về màu sắc để hay là hình dạng với cái chủng tử mà mình mới vừa tiếp nhận vào. Thế nên là nó tử mình mới tiếp nhận vào do một phần nữa là thiếu cái sở hữu niệm sa tí, thế nên là mình không có, nên là cái giáo quan đá nó không có bắt cái nói những cái nào ta không có bắt cái chủng tử nghiệp ngôi nhà lúc đó, mà nó bắt cái chủng tử nghiệp ngôi nhà trước đó mà mình đã đưa vào đó để thay thế, nên là dẫn đến cái việc là cái quả hiện bày ra là mình bị tưởng cái ngôi nhà mà mình mới thấy là cái ngôi nhà mình đã thấy trước đó. Con giải thích nó có rất hơi rất là khó hiểu như thế này, thì sự thật cho con cái đoạn sau đó chỉ thêm vài cái chi tiết đó là nó rõ ràng ra. Rồi ok, thế này. Ta hỏi là liệu có thể xuất hiện hư tưởng hay không, thì mình trả lời là có thể. Có thể xuất hiện hư tưởng. Tức là tưởng không thật. Tưởng không thật đó là sao? Trong khi đó hư tưởng này ra sao? Đó là khi mắt thấy ngôi nhà, tưởng của nhận thức không quả như nhau lưu lại, cũng lưu tại cảnh đó
và lộ tâm. Quý vị nhớ này nha, cái chỗ này nãy giờ tôi nói quý vị á, mà tôi nói là nó bị lầm qua, giờ tôi nhắc trở lại đó. À, chỗ này là tôi xin mở cái ngoặc ra, tôi nói quý vị nè, tâm quả không lưu được dạng chủng tử nghiệp, chỉ có thể lưu cảnh bằng tưởng mà thôi. Tâm quả không lưu được chủng tử nghiệp bằng tư, tư đây là cetana đó, mà chỉ lưu được cảnh bằng tưởng mà thôi. Nhớ cái này giùm nha, nó hồi là quên đó. Rồi sau đó ở thời Yavana, Yavana thứ cảnh pháp được sử dụng có thể không phải là cảnh vừa được mắt thấy và lưu trữ, mà là một chủng tử nghiệp trong quá khứ hay tương lai. Được dùng thay thế, và cái gì chứa cái cảnh pháp đó để cả lộ tâm thời Javana. Javana sử dụng đó là tưởng. Mà tưởng này xài cảnh pháp không thật, là không có hiện tại. Đó, hiện tại không phải hiện tại, nên tưởng này gọi là hư tưởng. Dùng từ xài không phải ở đây, mà là lưu đi, lưu trữ để tư dụng. Lưu trữ cảnh pháp không thật, không phải thời hiện tại, tức là không phải cảnh pháp do mắt lưu trữ chị này. Nên tưởng này gọi là hư tưởng. Mà tâm tư dùng hư tưởng làm chất liệu, nghĩa là hư tưởng làm chất liệu để biết, nghĩa là tâm đó không có sati chia ta chỉ cách. À, hay không phải tâm thiện, chẳng do đó vai trò của niệm rất quan trọng đối với việc thực hành của hành giả, giúp hành giả sống được với hiện tại
không chạy theo quá khứ hay bị là gọi là tiệm cận được sự thật giờ ở trên này giải thích thêm cho quý vị hiểu chưa. Rồi suy nghĩ xem về cái có hiểu không. Còn mơ mơ hồ hồ gì đó thì có thể hỏi thêm. Không chủng tử à, những cái chủng tử mà nơi quá khứ và tương lai tức là cái chỗ này cảnh pháp á. Cảnh nó có ba loại, đó là cảnh hiện tại, cảnh quá khứ và cảnh vị lai. Nếu ba loại cảnh pháp thì nó cũng có ba loại: cảnh pháp quá khứ, cảnh pháp hiện tại và cảnh pháp vị lai. Vậy thì quý vị hỏi cảnh pháp vị lai là cảnh gì? Ví dụ như tôi ngồi mà tôi suy nghĩ hồi nữa tôi dậy sắp thao quá thăm má làm sao, thì cái cảnh mà tôi suy nghĩ đó là cảnh pháp vị lai, chứ không phải cảnh pháp hiện tại, cũng phải cảnh pháp quá khứ, thì nó chưa có xảy ra mà nó là cảnh pháp. Lọc hiểu không? Dạ hiểu. Thầy ơi, nếu như mà cái cảnh ví dụ như là cảnh sắc đi hay là cảnh thân, nếu mà ở cái cảnh đó là vị lai thì nó sẽ như thế nào? Cái cảnh nó vị lai là cảnh chưa có xảy ra, nhưng mà mình tưởng nghĩ nó đã xảy ra rồi thì nó cảnh là cảnh vị lai. Ví dụ về cái ngôi nhà đi, mình là một cái người kiến trúc sư, mình ở nhà của mình á, mình vẽ ra một cái mô hình cái ngôi nhà cho cái chủ, cái ông chủ mà chuẩn bị ổng đặt hàng mình á, vẽ ra cái ngôi nhà như vậy cho có mình đi, cái ngôi nhà đó là sẽ chuẩn bị được xây trong tương lai rồi, nó là cảnh vị lai rồi đó. Cái mình đi mình trên đường có mình gặp cái nhà ý như cái nhà mà mình vẽ trên bản vẽ vậy đó, mình nói trời sao mà giống cái nhà mình vẽ dữ vậy ta, là cái kiểu nói, thì mình nói giống cái nhà của mình đã vẽ dữ vậy ta, cái cảnh đó là cái cảnh chưa có xảy ra mà mình đã vẽ ra nơi cái bản vẽ của mình rồi, chuẩn bị để xây trong tương lai. Nhưng bây giờ mình lại thấy cái ngôi nhà này ở trong cái giờ này, và mình liên tưởng đến cái nhà kia, và mình nói là giống nè, giống với cái nhà của mình vẽ nè. Đó thì lúc này là có tưởng điên đảo rồi, người ta không có thật mà. Tại vì làm sao mà giống được mà mình dám nói là giống, tại vì nó bắt chỉ một vài phần của trong cái cảnh đó thôi. Hiểu không? Bây giờ con nghe thì con có thể nghĩ là cái cảnh vị lai thì mình chỉ có thể bắt được nó với dạng cảnh pháp thôi đúng không? Đúng rồi, cảnh vị lai thì mình bắt với dạng cảnh pháp. Ok, rồi cảm ơn. Không có thật, cảnh quá khứ nó cũng đâu có thật, chỉ có cảnh hiện tại là cảnh thật thôi. Đừng tưởng cảnh quá khứ là thật nha, cảnh quá khứ cũng giả luôn nha. Ảo ảnh thôi. Rồi, đó là câu số 4. Trả lời mấy câu hỏi này mệt não ha.
Bậc Thánh Nhạc Lưu có thể liên tưởng đến khái niệm nhận ra người và vật không? Làm như Nhạc Lưu xong rồi bị khùng, nhưng không có còn khả năng nhận ra người và vật. Hỏi cái câu mà muốn xỉu thế đó. Cái lời câu này viết khá cho nghỉ ngơi ăn sáng gì đó, ăn sáng rồi chuẩn bị học tiếp sắp quá. Cái niệm đó sẽ phải là phân nhạc tí đó, là giống nhau à, là phân nhạc tí cái niệm. Tức là cái cảnh cái niệm đó chỉ định rồi có thể nhận ra được hay không, khi nhận ra được thứ là bình thường. Phải hỏi đó là có lầm hay không, có bị lầm về khái niệm vừa hoặc không, thì nó có cái chia đó, nó hợp lý. Ghi giả sử mà hỏi Bậc Thánh Nhạc Lưu có liên tưởng sai lầm về những khái niệm người vật không thì sẽ hay hơn. Tất nhiên dùng đó rồi chị hỏi có hay không thì có á, mới cái nhập lưu à, sai là bình thường, nhập lưu sai là bình thường, nghĩ gì đừng có tưởng nhập lưu sai, sai bình thường à, cho nên trả lời cái rất là nhanh gọn à. Sai là bình thường, là bình thường do đâu, do vẫn còn các kiết sử chưa đoạn trực, hay là các dạng thức chủng tử nghiệp mạnh mẽ tồn tại dạng kiết sử đang trực chờ chỗ sanh, và với năng lực tâm của bậc Nhập Lưu chưa đủ mạnh mẽ, để đoạn trừ các kiết sử này nên sai lầm là bình thường. Rồi cái gì hiểu chỗ này không? Câu số 6 chị trả lời nha. Câu số 6 đi bữa sau. Và mình sẽ trả lời kèm với các cái câu mà tôi có thêm cho quý vị đó. Ồ, quá nhiều luôn ha. Rồi ok, thôi bữa nay nhiêu này thôi. Chuẩn bị tiếp cái tiếp sắp vào quá thầm mát. Ai có thời gian thì tham dự luôn trước kia, có thì thôi không sao, nghe lại ghi âm sau này. Ok, thôi mình tới đây mình nghỉ nha, bye bye quý vị.